Hold up. Cái bộ đồ xấu quá à ba. Cái này là gì vậy? Áo gách thì lột ra thôi có gì đâu. Trời ơi, nhìn ra hình không giống mặt trời vậy. Má nghèo thì không có tiền thì phải bận đồ vậy thôi. Đừng mua đồ ấy. Tiền đâu mua? Anh bao. Mới lãnh lương đầu tháng mà. Thì đúng rồi. Mua mấy cái áo giống anh bận nè. Dạ. Nè, cho tiền nè. Cầm lấy và sống tốt. Bây giờ anh cho em tiền, em chổng mông cũng được lắm này. Trời ơi, mày không làm thiệt không bạn. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì không có dễ gì đâu chuối. Em chổng mông lên rồi thì em cũng phải xài hết cái thẻ này của anh thôi. Đi thôi. Đã có cái thẻ ngân hàng của chuối rồi. Và chuối bắt mình đi mua đồ, mua sắm sửa quần áo các bạn ơi. Ok, mình sẽ xài hết cũng như lần trước. Kỳ trước là ổng cho tiền mình đi mua Google. Quên giới thiệu các bạn là hôm nay mình đi với lại bà quản lý và anh VP. Thì hôm nay thì mình sẽ đi mua để coi để chuối đừng có chửi, đừng có càm ràm nữa. Trời ơi, có mấy bộ đồ mình thì bận sao chả được. Nhưng mà thôi, ổng có lòng thì mình có tâm thôi. Không có lòng cho tiền thì mình có tâm xài tiền thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi. Đang nhét cái tiền, nhét cái túi tiền vô cái bóp lòng, nhét cái bóp vô cái quần. Ok, thì hôm nay mình chắc ngồi giải đáp vấn đề là tại sao mình không quay Minecraft nữa. Thì dạo này thì mình cảm thấy là sau khi mà mình chơi Minecraft nhiều quá, mình nhận ra là mình ngồi trong phòng hoài cũng chán lắm, nên mình muốn đi ra ngoài quay cho các bạn xem. Gây qua ngoài mình cái bây giờ tự nhiên mình đổi cái hướng đi của mình là mình thích đi du lịch hơn, và mình thích đi đây đi đó quay cho các bạn xem và những cái nơi mà mình chưa trải nghiệm, và có một số bạn đã trải nghiệm rồi mình không nói, một số bạn chưa trải nghiệm qua thì mình quay cho các bạn xem và cho các bạn biết là ok tới đây, giống như là những cái clip như là đi chơi với chuối ở Đầm Sen, Suối Tiên, hay là sắp tới là mình sẽ đi Hội An rồi các kiểu Đà Nẵng bla 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 ra ngoài Bắc các kiểu, thì quay lại ở đâu ở đây, ở mỗi khu sẽ có đặc sản hay là có văn hóa khác nhau, rồi có tập tính khác nhau các kiểu vậy đó. Đó là lý do mà mình muốn đi quay nhiều hơn là ngồi trong phòng một mình ngồi đối diện cái máy tính. Không phải là mình chán chơi game, mình vẫn chơi game, nhưng mà cảm thấy là mình muốn ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn và nói chuyện nhiều với mọi người nhiều hơn, để mình bớt đi cái sự tập cái tính là không ngại ngùng nữa, gặp ai cũng có thể giao tiếp, cũng có thể nói chuyện chào hỏi, chứ không phải là ngại người ta này, sợ người ta không thích, không có vô bắt chuyện, hay là khi mà mình đang quay người ta ngại, mình ngại người ta nhìn mình. Thực ra thì đối với mình, YouTuber ở Việt Nam thì mình là một trong những YouTuber mà hơi ngại từ tập quen, chứ ở nước ngoài á, bạn mà quay thì người ta còn muốn bạn quay nữa kìa, người ta kiểu không có ngại hết. Ủa, thằng này là YouTuber hả? Ê, cho tao vô lên hình với, cho tao vô say hi cái kiểu vậy đó. Ở Việt Nam thì không sao, đối với mình thì channel mình thì ai muốn lên cũng được á, mình rất là thoải mái. Ok, mình đã tới rồi và trong đây quá trời đồ luôn. Chị, mới có lương hả? Ừ, nãy mới có. Mới có lương đúng không? Nhiều. Ghê vậy? Không. Chị không ba. Ok. Chị ơi, em thích cái áo này quá, chị mới lãnh lương hả chị? Mua cho em đi chị. Em thích áo này ghê quá chị. Ok, ở đây có rất là nhiều đồ luôn các bạn. Ừ.
cái con gì? Cái con gì? Không, em đang tìm cái con của em. Ở đây không có con gấu của mình. Dễ thương quá. Ở đây đường đây là nhiêu? Đường ở đây là 26 Lý Tự Trọng. Ở dưới đây trong dưới đây giống như là một cái hầm ở dưới bán quá trời đồ luôn. Hi. Chú cho mình tiền mua đồ, mình nghĩ là nên mua cái này về tặng chú các bạn ơi. À cái này cái bóp hả? Ok, mình sẽ mua cái này tặng chuối. Ok, mình đã mua được trái chuối cho chuối. Tại vì ổng cho mình tiền. Không, em nghĩ là vừa. Vừa không ta? Nên thử, nên thử. Rộng không anh? Hơi rộng. Cái cổ vừa mà, cái cổ vừa. Má trời nó rộng mà. Mày thích cái này không? Mấy bạn kia đúng không? Đen nhiều quá trên cái gì? Quay quay mặt. Đậm. Để màu đen chứ gì thấy có nhiều rồi đó. Màu đỏ gì không có. Ừ, vô mặt. Nó rộng quá. Không rộng, không, em nghĩ mấy cái này nó bự rộng mà. Em mua cái màu đỏ này rồi lấy thử luôn cái này. Ok, sau khi mà mình đã vô một cái shop và mình không kiềm chế được cái độ ngựa của mình và cái độ hấp dẫn của cái shop thì mình đã mua một đống, nhưng mà chưa đủ, mình còn phải mua nhiều thêm để đi kiếm quần. Mình đã thay hết layer rồi, bây giờ thì mình sẽ qua Vincom. À, nóng quá các bạn ơi. Chín cha. Anh Khôi ơi. Cái con rồi. Đâu rồi? Ghê đó kìa. Cái bánh dế nó chú ngay nách đẹp ghê vậy này. Cho em thử nha. Ok, em á hả?
bây giờ là mình sẽ đi mua quần xì. Ok. Mua cái này hợp với em lắm nè. Bà giỡn mặt với tôi hả bà? Trời ơi, nghĩ sao tôi bận cái quần này? Cái quần này dành cho nít má ơi. Đi hết 3 triệu mấy của chuối rồi. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi mua tiếp. Chuối kỳ này chi mạnh hơn cho mình nữa. Chuối chi cho mình 20 triệu để đi mua sắm. Mình sẽ có những bộ đồ mới đẹp bẩn. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm chị Phỏm. Phỏm á, Phỏm đâu rồi? Phỏm. Phỏm ê. Mua gì vậy? Ai trả tiền cho mà mua nhà? Mới là lương đều. Nãy giờ không thấy chọn gì đời là lương đều. Ok các bạn ơi, bây giờ là cái shop thứ 3 mình tới rồi. Mà mình sẽ mua thêm, mua hết tiền của chuối luôn. Chuối ơi, em mua thêm cái hả? Đừng chửi em nha. Ok thì tổng tiền hôm nay mình xài hết của chuối là hết hơn 4 triệu mấy à. Còn nhiều, để em đi chuối. Em xài hết rồi em về. Ok, đi cả ngày rồi. Và bây giờ tụi mình cũng mệt rồi. Đói lắm rồi. Chị ơi, em đói. Chị ơi, em đói quá. Ok các bạn ơi, để nãy giờ 2 tiếng đồng hồ nữa rồi, tối rồi, trời tối rồi. Vẫn chưa thấy xe tới, hay lắm. Ok các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã bớt được xe rồi các bạn ơi. Đợi 2 tiếng đồng hồ chứ không nhiêu. Ok bây giờ mình phải về trả thẻ cho chú, không biết cái chú biết được cái con số tiền mà mình xài hết của chú, không biết chú có chửi không á. Thôi qua kiếm tiền đi trước đã. Ô, có giày chuối ở đây. Ê. Ê. Chào chuối. Em đi mua đồ giày rồi. Ủa anh kêu mua áo thôi mà sao mua ba lô vậy tùm lum mà. Em đâu biết đâu, chứ lại là cái thẻ này của anh á. Trả anh nè. Đủ anh. Tính ra là anh cho em có 1 triệu mua đồ luôn á. Em lỡ xài nó còn 30 ngàn à. Xài hết nhiêu rồi? Mấy triệu. Mày bị điên rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, một share ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký đúng của mình. Còn bây giờ thì đừng có bài vở đi chơi rồi.